hello các bạn, à, hôm nay mình sẽ tiếp tục sửa điện thoại nha, à, cũng lâu lắm rồi mình cũng không có làm video sửa điện thoại, à, thì hôm nay nó có một cái uh, S20 Plus nè, đó thì mình phải thay cái, uh, uh, nó không có xài được, nữa các bạn mà nó cái này có nhiều chỗ xài được, có chỗ không xài được thì cái phone này cũng đã nát rồi các bạn, thì đằng sau nè, cũng như đằng trước nè, đó thì nó có giật gì giật vậy đó các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ thay cái mặt kiến và đằng sau luôn nha các bạn Thì cũng giống như mấy cái Samsung uh, khác thôi nè, cũng dễ luôn các bạn Thì mình mở ra mình sẽ bỏ, mình sẽ có một cái um, LCD mới nè Đó, LCD Assembly, nó có sẵn như vậy luôn các bạn Đó thì mình sẽ gỡ hết, mình sẽ bỏ qua bên này Đó, Thì trước giờ mình cũng chưa có bao giờ làm cái phone này hết Nhưng mà nó cũng giống như những cái phone uh, iPhone, không oh, phải iPhone mà thì nó cũng giống như mấy cái Samsung khác thôi các bạn. thì uh, bây giờ mình uh, bắt đầu ha. thì uh, cái đồ nghề mình chắc thì cũng y chang vậy thôi. những cái nè bốn ke nè, rồi uh, người ta gọi ba ke mà một cái đồ mở và cái uh, cây viết dẹp bằng nhựa nè, đó. rồi uh, băng keo và cái mặt đằng sau các bạn ha đó cái mặt đằng sau nào đó khi mà mình sửa xong thì nó sẽ là như vậy mình sửa xong thì nó là như vậy đó đại khá là như vậy đó. đó thì bây giờ mình tạm thời bỏ gác cái này qua một bên nha thì mình uh, lấy cái mặt này ra trước các bạn thì uh, mình phải hơ cái mặt này nóng lên thì mình sẽ lấy này ra bây giờ mình không có quan tâm cái mặt này nó đã bẻ rồi mình sẽ không có quan tâm là nó bị bẻ nó hay không nha các bạn thì mình cứ lấy ra thoải mái thôi ha thì mình phải hơi nóng lên nè đó thì bây giờ mình mới lấy cái uh, cái mũi này mình sọc vô các bạn ha trong cái khẽ này nè thì mình mở nó lên cái này nó đã bị bẻ nát rồi các bạn cái này cái uh, cái người mà có cái phone này nói là chiếc xe nó cán lên các bạn đó nó chưa được cứng cho mấy các bạn thấy không kiến nó bẻ nè nhiều khi các bạn cẩn thận nha kiến nó bẻ nè đó thấy nó lên thì mình đó, nó lên rồi nhưng mà mình nghĩ là nó chưa có nóng mấy cho nên mình càng nóng thì nó càng dễ lấy ra các bạn đó không càng nóng thì nó càng dễ lấy ra đó. nè mảnh xanh nè nó rớt ra tùm lum tùm la hết nè đó thì uh, đó ra rồi các bạn thấy không? đó thì cái này mình không quan tâm cho nên nó rất là dễ lấy ra. Thì cái này mình cho chút xíu nóng nữa. các bạn thấy không mạnh sành nè như rất cẩn thận nha coi chừng nó vô mát mình đó rồi đó thì mình lần đầu tiên mình mở cái phone này ra mình cũng không biết nó trong nó ra sao nhưng mà các bạn thấy không cái này nè lát có cái một cái sensor này nhớ là bỏ qua cái mặt cái bên uh, bên cái uh, cái lưng đằng sau nha góc lưng đằng sau nha thì mình để tạm thời qua qua đây thì bây giờ mình uh, lấy cái này mình đổ đi nè đó, trong thời mảnh sành nó vô tay thì đây cũng là lần đầu tiên mình sửa cái phone này cái điện thoại này thì uh, các bạn uh, từ từ sửa với mình nha thì mình nghĩ cũng không có gì là khó hết đó nè những con ốc này mình phải lấy ra nè cái xe, cái điện thoại này cũng thấy nó cũng bụi bặm tùm lum tùm la hết thì uh, mấy cái video lần trước có mình cũng có ghép chút xíu nhạc vô các bạn. Nhưng mà mình ghép nhạc xong rồi uh, mới đầu thì không sao, nhưng về sau là nó bị phạm bản quyền các bạn. Cho nên mình cũng cố gắng là mình uh, có nhạc vô thì nó đôi khi nó đỡ coi nó đỡ chán. Đó, nhưng mà thôi mình sẽ không bỏ nhạc vô nha các bạn, tại vì tại vì uh, mình sẽ bị sợ bản quyền đó càng ngày uh, youtube nó làm càng khó thì những con ốc samsung này đa số là nó giống như nhau các bạn mình sẽ gỡ hết ốc ra đi ha à, uh, thì mình cũng đã nói với các bạn là lần đầu tiên mình uh, mình sửa cái phone này Hình như là hàng ốc này nó ngắn hơn một chút xíu nè mình bỏ riêng nó ra lần đầu tiên mình cũng sửa cái phone này cho nên mình uh, uh, mình cũng giống như các bạn bây giờ mình khám phá các bạn ha rồi cái này mình uh, cho nó lên sao đây hết ốc chưa hết ốc rồi ok giờ mình mình gỡ cái này lên nè đó. Ờ, nó lên nguyên một chùm luôn ha đó. Rồi, cái này là nó mình cứ gỡ ra đi ha cái này chắc nó dính nguyên chùm luôn nhưng mà không sao mình cứ gỡ ra đi lát mình dán vô lại cho nó dễ mình gỡ từng cụm ra từng cụm ra cho nó nó dễ nè đó nó có dính keo thôi đó nhưng mà bây giờ nè các bạn thấy không nó rất là giấu mình mình ở dưới này nó có sợi dây nè mình sẽ biết là nó 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 dám cái gì dưới này thì mình lấy cái này lên nhẹ nhẹ thôi các bạn đó thấy chưa thì đây là, là có một cái sợi dây nè các bạn giật lên tầm bậy là nhiều khi nó lỡ mà nó bị có cái này ở dưới nè nó đứt cái mặt một cái là mình cũng mệt lắm các bạn thấy không đó lên nè đó thêm đây một cái nữa nè đó thì cái phone nào lần đầu tiên mình làm á thì mình cũng cẩn thận các bạn đó, rồi đèn cái nữa nè đó chưa đó mình cũng phải cẩn thận các bạn đó mình để ra bên này ha thì thì mình cũng đã nói là cái này là lần đầu tiên mình sửa à cái này không cần gỡ cái ốc này ra nè thấy không ờ à, chắc cũng phải gỡ để bỏ qua bên kia à đó thì mình phải phải từ từ thôi các bạn đó mình không nên vội vã đó. cái này thì nó cứng nào. bỏ cái này mình nạy ra mình phải tìm cái thế cái chỗ nào mình nạy ra cho nó nó đừng có hư cái cái điện thoại mình các bạn dằn lên ha <laughs> ok cái này là cái speaker này cái loud speaker này các bạn đó thì bây giờ một hai ba trọng dây nó là như vậy rồi mình gỡ luôn cái này lên nè đó mình gỡ hết ra các bạn mình cái này lên đó cái này đây nữa nè nó là chỉ đó nó snap vô thôi các bạn là nó 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 giống như lego vậy đó mà vô thôi thì ok đây có một con ốc nè bỏ nó ra ok bỏ riêng nó ra nha có con ốc nào nữa không mình phải tìm ráng coi có nhiều khi con mấy con ốc quá mà mình không thấy đường nó nó giấu quá mình 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 gỡ cái 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 bo nó ra mình gỡ cái cái mặt này nó ra nhiều khi nó bị Ờ, uh, à, mình có có cái xem không nha trước khi mình lấy ra mình coi đỡ kỹ là có cái xem không à có cái xem trong này mình gỡ cái xem ra các bạn ha bên này xem nó bên này đó đó mình tháo cái xem ra ha rồi thì bây giờ chứ nhiều khi mình không mình quên mình không có lấy ra mình cứ dằn co với nó 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 cong hết các bạn đó thì bây giờ mình, mình tìm cái chỗ nào mình lấy nó ra nè cho nó dễ nè đó rồi đó, cái bo ha mình lấy cái bo tạm thời để bên uh, ra chỗ khác đi thì bây giờ mình thì chưa bao giờ mình làm thì mình làm từ từ các bạn thì mình coi cái này cái này nó khác cái gì không thì uh, nó đã có mấy cái uh, sẵn sàng cái, cái lỗ tai nghe vào hết rồi Mình không cần mang cái gì qua hết nữa Các bạn thấy không Bây giờ là Đó mình Lấy cái này lên thôi Đó Thì bây giờ mình chỉ Rồi Cái này cũng không cần bỏ sensor gì qua hết nó Đầy đủ hết rồi Nằm trong này hết rồi Thì bây giờ mình bỏ ra lại Thì bây giờ mình uh, Lấy cái này ra các bạn Đó Lấy cái mặt này ra nè một con ốc có ba con đây thôi hai con à, ba con ok thì bây giờ mình lấy cái này ra coi còn nào chắc là hết rồi giờ mình lấy cái uh, charging port này các bạn charging port này thay rất là dễ đó các bạn cứ lấy ra rồi tắt nó ra rồi mà bên này ha Ủa, xong rồi. bây giờ bây giờ mình lấy cái cái này là các bạn. <laughs> mình lấy cục này ra ha. thì bây giờ mình nạy cái này ra nè. đó. bỏ ra. đó. bỏ ra. lấy cái tay rồi đây bây giờ mình bỏ qua cái bên này ha thì cái cái bo cái bo này là mình mua lại một cái nó là cái cũ nha các bạn đó thì nó rẻ hơn được uh, hình như gần 100 đô cho khách hàng của mình đó mình chỉ lấy tiền công thôi các bạn thì uh, cái lcd này rất là mắc các bạn mình mua cái LCD này nếu mà mới là 300 trăm mấy nhưng mà mình mua cái cái này là hình như nó bán mình 225 đồng thì phải. Thì mình tính 75 đồng tiền công nha các bạn. Cho người ta thôi. Nhưng mà cái này là original là cái 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 mà cái LCD zin uh, của nó luôn, zin luôn. Đó, cho nên uh, mình vẫn thích hơn. Đó. Rồi mình sẽ bỏ cục pin này qua nha các bạn. À, đây nè. Bây giờ cái sợi dây này nè, mình sẽ lấy ra nè bỏ qua bên này luôn đợi nó lên đợi nó lên Đó. mình không biết cái này là cái gì thì cái này á mình làm xong mình bỏ xuống đây bỏ qua bên này thì bây giờ á mình bỏ qua thì mình bắt ốc vô luôn các bạn ha thôi mình quên là mấy con ốc này như nó ngắn hơn chút xíu nè ok mình lấy cái này mình bỏ xuống đây để chắc ăn đi các bạn ha. Nhiều khi món ốc này khi cái nào đó thì bây giờ mình lấy cục pin ra các bạn. À, rồi còn bên này nữa ha. cái bên này nè mình lấy ra luôn nè, mình bỏ qua bên này luôn nè. cái nào trước mình làm trước để cho chắc ăn rồi còn hai con ốc này đó một con cái nào mình làm mình thấy trước mình bỏ xong lát nó mình bỏ vô cái mình quên đó các bạn đó giờ giờ mình làm một pin tiếp tục làm một pin nha cái pin này á thì mình sẽ nảy ra thôi đó, mình lấy con dao cũ nào hồi bữa nè đó dao này mình lại pin là nó cong nè các bạn có nghĩa là con dao nó cái cục pin nó cứng lắm thì bây giờ mình từ từ đó thôi không phải cục pin nó cong cái mảnh sành thì uh, có nhiều khi cục pin nó dán cứng quá thì nó cũng phải cong chút xíu các bạn đó tại vì nó cứng quá đi nó dán cứng quá thì mình từ từ thôi nha mình cứ nhấc từ từ lên nha các bạn nè cứ bỏ từ 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 từ, từ, từ cứ đó. đó mình cho nó rã ra từ từ mình nghe rất 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 rát đó các bạn đó nhưng mà làm cái này bây giờ mà mà cái lcd nó không có nó chưa có bể mình cũng sợ lắm các bạn nhưng khi lỡ may á mình thay cục pin có mấy chục thôi thay cục pin có 60 chục đô la thôi Bẻ cái lcd của người ta là mình thấy là ba trăm các bạn là mình nhiều khi á cái này hên mình có một nó mình tìm được một cái một cái cái giống như là một cái cũ nè. Nó nó chứ cái cũ mà nó nó vẫn còn ngon lắm các bạn, original. Đó mình cứ từ từ thôi các bạn ha. Đó cái từ từ nó lên từ 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 thôi mình gãy cục pin đó các bạn. Đó, lên từ từ nè đó. Đó. Các bạn thấy con dao mình nó cong luôn các bạn thấy không? Vì nó rất là cứng. Cái keo nó rất là là chắc. Đó. Nè. Lúc con dao lên các bạn thấy cong luôn thấy không? Rồi mình lấy đẩy ngược lại nè. Đó, để mạnh lên chút xíu. Đó, mình lấy cái này mình giúp bên này cho nó đều nè. Ta lên từ 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 rồi các bạn thấy không? không cần vòi bã các bạn mình để mình để cho cái keo nó tự nó rã ra các bạn mình lấy lên cao cao chút xíu là cái cái keo nó tự động nó rã ra nè đó mình cứ để từ, từ 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 thôi đó bên bên này mình là mình đưa lên từ từ nè đó mình biết là cái keo nó đang rã ra nhưng mà không gấp gáp đó các bạn đó rồi bì nó ra rồi các bạn thấy nó dính nè đó các bạn thấy nó dính không rất là chắc các bạn thấy không. Đó, giờ thôi. Rồi cục pin mình lấy nó ra. Thì bên này nó cũng đã có cái keo rồi các bạn, cái keo nó dính này, nó vẫn còn keo trong này thì mình bỏ cục pin vô trong này đi. Thôi mình bỏ sau đi nha. Bây giờ mình bỏ cái bo này trước nè các bạn. Giờ mình lấy cái bo này ra mình bỏ trước nè đó. Bỏ vô nó nằm như vậy. Thôi, cái này tạm là hết rồi đó, thì mình bỏ ra bên, bên nha thì mình bỏ cái bo này vô trong này thì mình phải uh, coi mấy cái cái này nè mấy cái uh, mấy cái đấu vô nào đó mình mình lấy nó mình lấy cái cây mình bỏ nó ra cái này nè mình bỏ ra rồi mình rớt cho nó rớt xuống đó xong rồi các bạn đó xong rồi nào đó theo bây giờ mình bấm nó vô lại cái okay. cái này nữa nè hai cái mình bỏ vô sau để bỏ cục pin vô ha. Bỏ cái này nè. Đó. Nhớ là đừng có đụng vô cái camera nha các bạn, cái tay của các bạn đụng vô mấy cái mấy cái camera này nè đó là nhiều khi nó bị uh, nó mờ đó. Vô tình nó mà vờ mình phải gỡ ra lại. Đó, bỏ cục pin vô rồi mình bỏ nối cục pin vô. Ừ. Rồi xong Rồi mình bỏ cái này vô luôn Đó xong rồi Rồi lấy cái này là xây dây nè Đó mình nói mình bỏ vô luôn Cũng gần xong các bạn thấy không Thấy nó dễ không đó, Mình cũng là lần đầu tiên mình sửa cái điện thoại này luôn các bạn à, Mình trải nghiệm với các bạn ha à, Thì các bạn coi video Thì bạn có thích thì cho mình một cái like À, rất là vui các bạn Thật sự mình làm youtube nên là mình chơi Chứ mình không có chủ yếu là kiếm tiền nha các bạn Chủ yếu là chơi với cả làm kỷ niệm Là hồi xưa Nhớ tôi còn trẻ tôi cũng làm được những cái thứ này Thứ này, thứ này, thứ kia Chứ còn kiếm tiền video youtube thì à, à, Có thì vui không có Không sao các bạn Nói chung là mình không quan tâm với cái vấn đề là Tiền của youtube các bạn Đó. Tại vì à, Một năm Làm youtube chắc Đấy để một năm kiếm tiền bằng YouTube có lẽ bằng một ngày mình làm ở đây các bạn cho nên uh, trừ khi mình làm rất là nổi tiếng bỏ cái này vô đây các bạn trừ khi mình làm rất là nổi tiếng thì nó có nhiều thôi chứ còn còn theo mình biết là những cái bạn mà làm chơi chơi như mình đó là năm được vài trăm đô rồi các bạn mình thì mình nói không mình không gì nhưng mà mình đôi khi nó mất thời gian lắm nhưng mà vấn đề là mình chủ yếu là mình vui làm mình là làm video kỷ niệm thì cho nó nhiều cho nó vui mai mốt là mai mốt mình viết uh, biết cảm hồi xưa đó mình uh, mình đi chơi nhiều lắm uh, bao nhiêu nước uh, trên thế giới vậy á nhưng mà rồi mình bỏ giúp cái điện thoại rồi mai mốt cũng mất hết rồi các bạn cho nên mình với uh, lấy cái youtube này nè mình làm video kỷ niệm đó đó mình phải gắn ba nóc này vô đây trước cái đã đó, ha. nè nè mấy mình quên hết chưa đây là một con nè hai con con thứ ba ba con cho nó chắc cái này đi ba con đó mém quen các bạn thấy không đó thì cho nên mình phải để ốc nó riêng ra đó rồi con ốc này nó nằm đây nè con này nằm đây ok rồi à, nó nằm đây cái chỗ cái cái đấu đây thì nó nằm trong này đó thì bây giờ xong rồi đó các bạn cái này đó bây giờ mình mình rồi cái này lên mình cho cái này xuống nè mình cho cái này nó nó vô đây trước nó hơi bị ngược tay nha các bạn thứ nhất là ngược hơi bị ngược tay mà thứ nhất là bị ngược tay mà thứ hai không tới đường ok mình cho nó stab cho nghe cái cốc một cái là ok đó xong mình bỏ xuống các bạn thấy không xong rồi đó rồi mình bỏ cái này vô không sao cái này vô trước không sao đó bấm vô nó cho cái tóc một cái là xong rồi bây giờ mình à, bắt con ốc vô đây trước đi cái đã cho nó giữ lại thì cái công này nãy giờ các bạn có mình làm vào khoảng uh, vừa làm mình lấy vào khoảng nửa tiếng ấy các bạn thì mình ăn được uh, mình tính người ta là 70 đô tiền công các bạn. Đó cái tiền đồ mình không mấy mình tính 70 chục đô la tiền công. Mình uh, nói cho các bạn nghe thấy luôn. Thì uh, đó 70 đô la tiền công thì nhiều khi uh, người ta vô đây người ta mua thêm cái cái ốp lưng nè này, này cái cái nọ thì thì ra cũng... Coi uh, chừng vào khoảng... Trăm uh, đô. Tại khá như vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái khách người ta chở tới chở lui hoài các bạn. Đó. Phone thì ai cũng làm bể hết. Mà nguyên... Mình làm tốt cho người ta thì cả gia đình ta tới đây luôn các bạn. Đó. Mình thì... Uh, bữa giờ cũng không có ít sửa phone các bạn. Tại có... Mình có người sửa đó. Cho nên mình cũng ít sửa lắm. đôi này... Sau này bây giờ mình... Cái... Tạm tà, tà mình lo đi chơi không mà nhưng cái khó thì mình sửa còn cái dễ thì cho cho người ở đây người ta sửa người làm người ta sửa thì bây giờ mình chưa hết nhưng mà mình thử mở lên cái đó lên nguồn không các bạn đó lên nguồn rồi đó Ừ, Và bây giờ trong khi chờ đợi thì mình cứ cái bắt men ốc vô. Ok, hết ốc rồi các bạn. Đó. Rồi. Coi nó tới đâu. À, được rồi nó đã. Cái số là 1 2 3 4 5. 5 Ok Incorrect pen Ok ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Không đúng ha Đây là nó đưa mình cái số sai các bạn Ok Nói chung là mình không biết vô đây nha các bạn Cái là cái số của người ta Thì uh, Bây giờ mình bỏ cái lưng này vô là xong Và nhớ là phải bỏ cái bên này qua bên Mấy cái lưng bên này nha. Rồi à, bây giờ mình có khách, bây giờ How you doing? I'm good, you? Good. What can I do for you? I'm looking, out, looking for some head, headphones. The headphone is over here. Okay. Yeah, you want Bluetooth or you want a No, the, the wire though. Okay. Yeah, they're all over there. Just... Ok, thì mình gỡ mấy cái này ra hết nè các bạn Thì bây giờ mình uh, gỡ ra hết đi Ok đó, thì mình lấy cái này mình hơ ra làm bỏ qua bên này mình không biết nó là cái gì luôn Ờ, oh cái là cái flash chắc đây chắc là cái flash nè không phải cái đồ cái này là cái không phải là cái flash các bạn cái này là cái microphone cái microphone để khi mà mình thâu á à nó nằm như vậy thì nó là như vậy Đó, nó là như vậy Tháo cái này ra luôn nha, cho nó đỡ mệt. Đó. Nó là như vậy nè. Đó bây giờ mình dán bằng keo qua bên này. Ụp vô là xong. Bỏ này ra bên, bên đi. Đó, rồi mình uh, cắt ra. mình dán cái này để mình bỏ cái dán cái này vô lại nè các bạn tại cái keo của nó đưa tới dở lắm các bạn cho nên nó không có chắc đó rồi xong rồi đấy các bạn mình lấy cái uh... bây giờ mình lấy cái uh, cái nhíp mình lột nó ra thôi các bạn mình khởi nó ra đó khởi nó ra qua bên đi Ok, rồi xong các bạn Cái mình bỏ lại cái này lại nè hồi nãy mình tháo ra tại vì nó Mình cảm thấy nó không có Nó sụp sịch, nó không chắc đó các bạn Cái 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 keo của nó đó, đó nó không có sát nè Nó giờ sát rồi nè, đẹp, đẹp trai rồi nè đó, thấy không đó, mình làm nó sát, rồi mình up cái này lên thôi Là xong Đó, mình để cho nó xong rồi các bạn thấy không một cái phone giống như một cái phone mới luôn các bạn thấy không rất là đẹp thì cái phone này hình đầu nó là như vậy nè các bạn thấy không nhớ không đó trước và sau trước và sau cảm ơn các bạn đã theo dõi và sửa phone chung với mình ha rồi mình cũng hy vọng các bạn sẽ thành công và sửa những cái phone này Thì khi mà mình làm lúc nào nó cũng sẽ tiết kiệm hơn là ra tìm làm các bạn Thì mình cũng là tìm, mình cũng nói như vậy luôn Đó mình tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm các bạn Đó Cho nên nhưng mà ai mà nhát tay thì cũng phải ra tìm sửa thôi Còn nếu mà ai dặn tay thì cứ cứ ở nhà làm các bạn ha Đó thì tiết kiệm được cho gia đình mình thì cũng là tốt Đó Yeah. thì uh, thật sự cái phong cũng đã hư rồi thì mình uh, lâu lâu mình cũng uh, thử một fan cho nó coi nó làm sao cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới xin chào